bá tàng độc tàn ác làm sao là chú Sử nói ra hết rồi. Yên chí đi mấy chú, yên chí đi, đừng có lo gì đó. Không biết được là sau khi mà cậu Sử đã quay xe thì biết bà Lành chành bồn, không biết tới nay những cái giây phút cuối 90 thì có lộ diện để mà đứng vào phía Hồng Loan không? Chắc thế nào cũng lộ diện thôi. Bây giờ bà là hết đường, bà hết đường rồi. Nếu mà bà theo bà bảy bà sáu là bà từ chết tới bị thương thôi. Còn nếu mà là qua bên con Loan bà, ví dụ như bây giờ chuyện hồi xưa mà bà sáu bào á, bà làm gì con Loan bà tiền nữa này kia với con Loan á là cổ phải khai ra hết chuyện này chuyện kia, là chú cổ phải khai ra hết, cũng nói hết giống như chú Sử vậy. Rồi á, Mạnh Thường Quân đồ á, với lại cộng đồng mạng anh em YouTuber rồi giúp đỡ cho bà, chứ nếu mà bà không có ngày bà mà theo bên kia là bà đời bà tàn luôn, tôi nói thiệt luôn, bà tàn luôn. Bà theo chú Sử đi anh, em của bà theo chú Sử đi, nghe lời chú Sử đi, đi theo chú Sử, nói giống như chú Sử nói vậy đó. Trong chuyện gia đình bà sáu bào á, bà làm gì cũng lon này kia đó, là mà đi theo chú Sử đi. Nếu mà bây giờ chứ mà... đừng có quay xe mà đừng có đi theo bà sáu bào là từ chết tới bị thương đó, tôi nói vậy đó. Nếu mà bây giờ bà Lành bà đến xuống nước xin lỗi chị Loan cũng như thắp nhang cho cố nghệ sĩ Bù Linh thì cô nghĩ chị Loan có tha thứ cũng như là đón nhận cái sự quay chắc xe có lẽ đó. Chắc có lẽ có, ví dụ như bà bây giờ bà hối hận ăn năn là bà hả biết lỗi của bà, bà lợi nhà con Loan nè, lợi đi điểm nè, rồi bà lỉ con Loan nó cho thắp hương, rồi bà nói chuyện có bà khai ra hết chuyện của bà sáu bào với con Phượng, hành động nó ra làm sao là nói hết cho con Loan nó nghe, nó lên mạng nói hết đi cho con Loan nó nghe nặng nề, rồi cộng đồng mạng nè, anh em YouTuber đồng bào khán giả đồ người ta giúp đỡ cho mình. Nếu mà qua phe bên của bà sáu bào là từ chết luôn á, không ai giúp đỡ đâu, ta quay xe dữ lắm đó, không thiểu hiểu hồi đó bà sáu bào bà kêu là Phượng kêu là bán bún bò đây nè, có bán đó không, thấy bán chưa, bán một thời gian xong rồi nó làm bộ đó, nó nói nó đi bán hàng quá gì nó đuổi bà đi, bà qua bên quận 8 bán đó. Bán đâu bao nhiêu ngày đâu có ai ăn, đâu có ai, người ta giận, người ta đâu có ai ăn, khách người ta đâu có chịu vô, mà vô cộng mạng người ta đâu có mời vô ăn đâu. Mình phải biết giờ nhà còn kết thúc rồi, tôi khuyên bà Lành nè, tôi khuyên cô bởi vì cô cũng nhỏ hơn tôi năm nay bảy mấy tuổi rồi, tôi khuyên cô đi, cô phải thương con Loan, thương yêu con Loan nè, giống như lời chú Sử đó, mà khai ra chuyện mà bà sáu bào bà hồi đó bà làm sao với rồi đối xử con Loan vậy đó, cô phải khui ra hết đi đặng cho cộng đồng mạng đồng bào khán giả đồ bắt anh em YouTube đồ người ta thương yêu bà làm ăn cho có làm ăn được, chứ bà mà như vậy là bà không, là khán giả đồng bào đã quay lưng bà là bà từ chết tới bị thương, không ăn làm ăn gì được đâu, tôi khuyên bà vậy đó. Chuẩn bị cũng còn 6 ngày nữa diễn ra cái phiên tòa, thì cô Hai thấy những cái việc làm của bên xe bún bò bây giờ là họ cũng lấy lý do để mà trì hoãn phiên tòa, thì cô thấy thế nào? Làm sao kỳ quản được chú, kỳ quản quá trời nhiều rồi, kỳ quản quá trời rồi. Bây giờ nếu mà bà sáu bào với con ghe đó ha, mà nó không có lợi tòa thì tòa cũng xử không Long thắng, xử vắng mặt đúng không, xử vắng mặt là thắng, lý do gì sao vắng mặt, lý do là sợ thua không dám vô trong tòa hả? Lúc mình thấy nó ra tòa xử coi làm sao, mình sau này kia là tòa xử ông, điều thứ nhất là ông thẩm phán nè, ông chủ tòa nè, ông xử làm sao thì mình thấy nghe vậy thôi á, mình thắng bại hay thua gì đó là ông chủ tòa quyết định, giấy tờ hợp pháp mà con Loan nó hưởng hết trơn, mà nhà của ba nó chết thì nó hưởng, chứ đâu có anh em hay là cô chú gì mà vô hưởng cái nhà đó đâu, đâu phải nhà từ đường. Chừng nào mà nhà từ đường á, mà ba mẹ của chú để lợi á, ba mẹ của bà để lợi á thì chia, còn nhà này của chú năm mồ hôi nước mắt chú không làm cạo ra mà nhà này là để cho con Loan với cháu hoài, ba năm đứa cháu hoài nó hưởng, chứ mình làm sao mình được hưởng được, không nghe mà chú năm nói hả, con Loan có hai người ba, hai ông hoài cháu được hai ông hoài đó, chú năm nói vậy đó. Bây giờ chú Năm chết rồi, chú Năm còn người ba là ai biết không? Là má Tư Quốc Thanh. Mấy chục năm rồi.
tôi chỉ nói vậy thôi. Nhiều khán giả họ cũng nói là bà Sáu là người mà đi đâm đơn kiện, thì nếu mà diễn ra phiên tòa càng sớm thì càng tốt đúng không? Đúng bác rồi. Phải kéo dài thời gian để trì hoãn. Kéo hoài dài đâu có được, bây giờ nhà nước không, bây giờ ông tòa không bao giờ mà nghe ý của bà chứ gì mà quản hoài, người ta đâu có ở không, người ta còn chuyện này chuyện kia tùm lum tà la, hồ sơ người ta giấy tờ người ta còn tùm lum tà la hết trơn, ta đâu phải một mình bà xử bà đâu, xử nhiều người lắm, đâu phải một mình bà đâu, người ta làm việc nhiều người lắm. Mà cứ xử hoài kỳ này mà vắng mặt nó là tòa xử, hai mẹ con nó vắng mặt là tòa xử, con lo thắng kiện 100% luôn. Tại vì chắc có khi là cũng biết cái kết quả rồi cho nên là bây giờ cũng không dám đối mặt. Đúng rồi, không đối mặt, bây giờ không đối mặt nhà, bây giờ tòa ông cũng xử là cũng đem ra xử đàng hoàng chứ không có để mà vắng mặt, là người ta xử là vắng mặt lo thắng. Vì bà không có giấy tờ, bà không có cái gì mà để bằng chứng ra là giấy chính gì chữ ký đồ này kia, không có, làm gì có. Ông Lon á là giấy tờ, đem tờ hỏi giờ ông Lon, ông chánh án hỏi Lon giấy gì là đưa ra hết, còn bà có cái giấy gì không? Không có miếng giấy gì lộn lưng hết trơn mà đòi thắng kiện. Mà nhà trong khi nhà là ba của người ta, ba của con Lon, bà là em, bà làm gì mà bà được quyền hưởng. Đó, nhà từ đường á, ở Liên Bắc Gạt chú Năm nó bán mẹ nó rồi, là cái nhà từ đường nó đáng lẽ là chia cho ông Bảy đó mà bà hưởng hết trơn. Nhà chú bà hại ông Năm, ông hại chú Năm nè ha, 5 căn nhà 1.000 lượng vàng rồi bảy báo một cái villa nhà cửa tiêu hết trơn mà chưa vừa bụng. Cái nhà mà năm căn nhà với 1.000 lượng vàng á ha, bây giờ nó thiệt là bằng 2-3 cái nhà này, 2-3 miếng đất ở đường là ở Thủ Đức. Tự mình có, chú Năm đã cho mình rồi, chú Năm đã cho mình rồi, mà tại vì mình không biết gìn giữ, mình cờ bạc, đánh bài cờ bạc rồi mình không gìn giữ, giờ chú Năm chết con nhà của chú Năm thì con chú Năm hưởng, chứ bà làm gì mà bà không có tư cách gì mà để giờ hưởng cái nhà này hết trơn. Thôi chỉ nói vậy thôi. À, thì cũng cảm ơn cái chia sẻ của cô Hai. Thì anh em YouTube ở đây thì cũng sẽ liên tục cập nhật những video hình ảnh mới nhất, và đặc biệt là ngày 16 này sẽ diễn ra phiên tòa, và cái kết quả thì mọi người sẽ cùng chờ đợi, cũng như là nhiều người cũng có thể dự đoán trước ha. Cảm ơn cả nhà. Bữa đó cô Hai có ra tòa không à? Ra chứ, tại chú Năm mới kêu dặn tôi rồi. Dạ. Dặn tôi rồi, tôi ra phải ra tòa. À, con nghe nói là nhiều khi cô cũng thấy chú Năm thấy hoài luôn. Nằm mộng mà thấy chú Năm hả? Ta thấy cái lúc hồi nhỏ và lúc lớn nữa. Dạ. Yeah. Giờ kêu hoài. Thấy mà, nhưng mà để ra tòa tôi mới đứng trước cửa tòa tôi mới nói. Cô hôm trước hồi nãy cô có nói là từ lúc mà xảy ra drama này là cô mới biết Hồng Loan mới là con của chú Năm. Nói chung ra là hồi nhỏ 10 mấy tuổi á, là chú Năm á, nói chung ra là chú Năm cũng nghèo. Không biết bà Sáu lúc đó chú Năm 10 mấy tuổi, bà Sáu cũng khoảng 10 mấy tuổi, bà cũng hiểu biết không? Nhà thì nghèo lắm, có chiếc xe đạp chạy từ ở đâu á, mày qua tới bên đâu quên rồi, mà từ đó mà qua bên cầu Chi á, chạy xe cọt kẹt đi lại nhà chú Na, lại nhà bác Văn Vĩ là ông Năm bác Mỹ Đờn á, ca hát. Rồi nhà tôi thì ở nhà bác Mỹ Đờn, khi nào mà trễ về chú mà lại mà ví dụ như lại mà không có người đông á, là chú phải qua nhà tôi đưa giỏng toàn ten là chị em nói chuyện với nhau rất thương lắm chú phải nha. Rồi xong rồi cái năm 75 á, rồi tôi mới dặn tới đó, cái tôi mới dọn đi mà không biết chú có qua nhà tôi hay không, tôi không biết, nhưng mà không có liên lạc được. Rồi chị em khi chú cũng qua thăm tôi mà mất liên lạc, đâu phải hồi đó đâu phải mình có người nào cũng có cái điện thoại đâu. Dạ. Đâu có liên lạc được rồi mất tích luôn. Xong này cái chú Năm chú chết đó là tôi bị lên sân thân thượng, tôi lấy cái mai xuống đó. Nó nặng quá, tôi bưng được xuống từ nắp tới từ thứ tư là nó bị gãy xương sườn. Mà tôi không biết, tôi nằm tới bữa 25 Tết, tới mùng 9 Tết tôi mới đi khám. Bác sĩ nói là bị gãy xương sườn số 12. Là tôi nằm ở chỗ đó là con dâu tôi nó nuôi tôi. Yeah. Nó lo cho tôi, xong rồi cái tôi mở cái tivi ra coi là biết chú Năm chết là tôi mới biết con Lon là con chú Năm chứ. Đâu có biết. Đây là mất liên lạc lúc, chứ lúc chú Năm chết là tôi nằm chỗ, tôi đâu có đi đám ma được. Yeah. Nhưng mà cô thấy khuôn mặt của chị Loan có giống chú Năm không? Trời ơi, tôi nói với chú là tôi nói mấy cái clip trước con Loan nó giống chú Năm hệt khuôn, lúc chú Năm hồi đó ốm nhom ốm nhách mà nước da trắng tươi luôn. Để tôi nói ơi mày, sao mày là con trai mà nước da mày trắng tươi vậy, giống trắng như bông bưởi hay tao, mày thấy không, tao đen như ma cây vậy, đen như đen như ma, nói con em giống ba. Chú Năm nói gì đó, em giống ba. Cô Hai biết rõ chú Năm rất là nhiều luôn phải không? Trời ơi,
đó, chờ chị em mà ca hát rồi tập ca tập hát ở đó. Có chú Minh Dương nè, tôi nói thiệt cái chú nè, tôi dọn nhà lại đó là có Thanh Thanh Hoa, Thanh Thanh Tâm á, là cũng ở gần nhà tôi đó. Yeah. Gần nhà tôi á, còn mà chú Minh Dương á thì ở cầu đi xuống là ở cầu Chi đi xuống cách chừng hai căn nhà là nhà của chú Minh Dương. Hồi đó cho em của chú Minh Dương là bán vàng ở đó, rồi sau thời gian sau này không có bán nữa rồi mình mở cao kê. Và nhà Thanh Thanh Tâm á thì ở cuối đường Nguyễn Thị Tần á, là Thanh Thanh Tâm với Thanh Thanh Hoa nó hai người đó là sáng bữa nào cũng mời quầy chú cà phê á. Tôi rành lắm mà. Dạ, cảm ơn cô Hai chia sẻ rất là nhiều nha. Dạ, chào cô ạ. À.